Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món ốc hấp xả kiểu Thái. Mình đã ngâm ốc này với nước pha cùng bột gạo thay thế cho nước do gạo các bạn. Ngoài ra các bạn cũng có thể ngâm cùng với ớt ha. Sẵn tiện thì mình xin chia sẻ luôn. Bên đây là ốc bu, còn đây là ốc lát, nó nhỏ hơn. Bên cạnh đó thì mình còn sử dụng thêm một số nguyên liệu như là lá quế, xả, lá chuốt, trái hạnh, tỏi, ớt, gừng, ngò rí và dưa leo để ăn kèm. Xả thì mình chỉ cắt xéo đơn giản như vậy thôi, còn gừng thì mình thái mỏng. Tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị phần nước sốt hay là phần nước chấm đó các bạn. Bỏ ớt vô, gừng, tỏi, rễ ngò, cuối cùng là xả. Rồi mình sẽ đâm nhuyễn hỗn hợp này. Hạnh thì mình sẽ vắt lấy nước cốt, cho vào trong đây là 2 muỗng đường thốt nốt. Nước cốt hạnh thì mình vắt được 3 muỗng, cho nên là mình sử dụng nước mắm cũng 3 muỗng luôn, còn nước lọc là 6 muỗng. Mình cho vô thêm 3 muỗng ớt bằm ngâm giấm nha các bạn, để cho nó cay hơn và cho nó đỏ đẹp hơn. Cuối cùng là mình sẽ cắt lá chuốt và lá ngò vào, để cho nó dậy cái mùi thơm lên và nó có cái màu xanh bắt mắt hơn. Vậy là đã xong phần nước chấm rồi đó các bạn. Bây giờ là tới giai đoạn hấp, thì mình sẽ lót dưới sửng một ít xả và gừng. Sau đó sẽ cho ốc lên trên. Rồi mình phủ lên trên bằng ốc với lượng xả và gừng còn lại á. Rồi lá quế, lá chuốt. Mình sẽ chỉ hấp 6 phút thôi nha các bạn. Mùi của lá chuốt và xả rất là thơm luôn các bạn. Ốc nó đã chóc mài hết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ rưới nước sốt lên trên. Nó hấp dẫn chưa? Hôm nay nhà ốc lát xử lý ốc lát với ốc bu. Ngon các bạn. Cái nước ốc trong đây là ngon lắm các bạn. Wow, thơm quá thơm. Thơm mùi lá chanh anh ha. Mời các bạn nha. Quá ngon. Thơm á, lá chuốt thơm. Các bạn ai da. Trời ơi, bắn vào cái đây luôn vậy ông? Đứt rồi. Để vô kiểu này nó thấm các bạn. Con ốc nó thấm ngon hơn là ngon luôn. Ngon hơn chấm. Đúng rồi. Chặt cuối chơi sở sâu các bạn. Ăn một con là chuyện thường rồi các bạn. Ăn một sâu vậy nè, nó xịn. Anh ăn hết được nguyên tay luôn hả? Hết luôn các bạn. Nó giòn ha. Giòn rồi giòn. Đó là ngọt quá ngon. Đã thèm rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn. Dạ. Hẹn gặp lại.